Xin chào các bạn đã quay trở lại chương trình Niềng Răng cùng bác sĩ Nam Bùi. Thì trong cái thời gian vừa qua khi mà tôi làm các cái video thì rất nhiều bạn đã gửi những thông tin về cho tôi. Có những bạn thì chụp cái mẫu hình ấy, đã làm những khoa khác rồi và chụp mẫu hình và gửi cho tôi và nó hỏi rằng là bác sĩ ơi, không biết là em niềng như thế này có đúng hay không? Hay là bác sĩ ơi, em niềng không biết là có hỏng hay không? Thì rõ ràng là các bạn đang mất một niềm tin vào bác sĩ đang chỉ nha của mình. Và chính vì vậy mà đây là cái lý do, cái mục đích mà tôi làm cái video này cho các bạn. Trước khi mà đi niềng răng thì cần tìm hiểu 5 yếu tố sau. Mình chào mừng các bạn đã có mặt tại chương trình Kiến thức niềng răng được phát sóng đều đặn vào 20 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube của bác sĩ Nam Bùi. Cứ đúng 8 giờ hàng ngày, các bạn hãy vào kênh YouTube và gõ từ khóa Nam Bùi Vinalight và xem video nằm trên cùng nha. Rất mong sự đón nhận nồng nhiệt từ các bạn bằng cách đăng ký kênh và share các video của mình để nhiều người biết tới. Xin cảm ơn tất cả các bạn và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem tiếp nhé. Cái điều đầu tiên ấy mà tôi muốn nói với các bạn là trước khi mà các bạn chuẩn bị đi niềng răng thì cần xác định rõ cái mục tiêu của mình đi mong muốn đi niềng răng là gì. Khi mà đi niềng răng thì chúng ta sẽ mất rất nhiều cái thời gian, chỉ 1 năm, 2 năm. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải xác định một mục tiêu rất là rõ ràng. Rằng là đi niềng răng thì chúng ta sẽ đạt được về thẩm mỹ này, đỡ hô vỏ móm này, rồi đạt được chức năng ăn nhai tốt và giữ lại một cái bộ răng nguyên vẹn của mình cho cả cái cuộc đời còn lại. Và chính vì vậy mà để tăng cái động lực thì chúng ta phải xác định rõ thời gian, bởi vì rất nhiều các bạn mà đang đi niềng giữa trường tự nhiên lại mà thôi bác sĩ ơi tháo mắc cài cho em, và chính vì vậy mà nó sẽ không hay ho một chút nào cả. Và cái điều đầu tiên tôi nhấn mạnh lại đó là các bạn hãy xác định rõ cái mục tiêu để đi niềng răng. Và cái điều thứ hai ấy là hãy tìm cho mình một nha khoa, bác sĩ phù hợp cho mình. Thì khi mà chúng ta xác định mục tiêu rồi, và cái điều mà chúng ta gây khó khăn ấy là không biết là sẽ đi niềng ở đâu, không biết chọn bác sĩ như thế nào, thì chúng ta có hai cái bật mí dành cho các bạn. Cái thứ nhất là các bạn hãy hỏi những cái người hàng xóm của mình, anh chị em của mình, những người đã xem có ai đi niềng răng hay chưa, và xem cái kết quả họ niềng hay tốt hay không, và xem cái review của họ, xem đánh giá của bác sĩ đó tốt hay không. Và chúng ta khi mà đã nắm được rồi, tốt rồi, thì chúng ta đến xem thử xem như thế nào. Và đa số các bạn thì hãy tìm kiếm ở trên internet, mạng, rồi các cái hội nhóm, rồi các cái nha khoa rất là lớn. Thế thì chưa chắc là các nha khoa lớn hoặc là chưa chắc những cái lời ý trên internet là tốt đâu, bởi vì trong thời đại công nghệ này rất nhiều các thông tin nhiễu. Đấy. Và thực tế mà nói thì có rất nhiều các bậc đàn anh đàn chị của tôi, họ rất giỏi và tôi rất là ngưỡng mộ, nhưng mà họ ấy rất ít các thông tin trên mạng internet, đa số thì họ được giới thiệu thôi. Đấy, và chính vì vậy mà chúng ta hãy là những người tiêu dùng thông thái, và chúng ta phải biết những cách và xem là nhà khoa nào uy tín, chất lượng, bản cách như nào. Thì tôi sẽ mách cho các bạn một cái chìa khóa thứ ba. Đấy, đó là sau khi đã có một cái phòng khám, có một cái tên địa chỉ rồi thì chúng ta hãy đến. Đấy, để xem thăm khám cụ thể như nào đã. Thì thông thường một cái quy trình niềng răng chuẩn đó là chúng ta phải, bác sĩ phải thăm khám cho các bạn, thăm khám và lấy dấu mẫu hàm cho các bạn, chụp phim X quang các bạn, và sau một thời gian khoảng 2-3 hôm thì sẽ ra một cái phác đồ điều trị chuẩn cho bạn. Thì cái phác đồ điều trị này dựa trên các yếu tố phim X quang, mẫu hàm thì sẽ chẩn đoán là xem là bạn bị hô xương hay hô răng hay không, rồi có nhổ răng hay không, thời gian điều trị tương đối là bao nhiêu tháng. Đấy. Và có nhiều trường hợp mà các bạn ấy phản hồi lại với tôi là bác sĩ ơi, sau khi em đến khám thì người ta gắn mắc cài luôn cho em. Thì rõ ràng là chúng ta không nên làm như thế, chúng ta phải rất là tỉnh táo. Thì tại trung tâm của tôi thì thông thường tôi làm đầy đủ các cái bước từ chụp phim, lấy mẫu hàm và lập một cái kế hoạch trên phần mềm 3D. Thì trên cái cần phần mềm 3D này thì rất là trực quan, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta sẽ có phải nhổ răng hay không này, chúng ta sẽ nong hàm bao nhiêu, kéo răng vào bao nhiêu mm, các bạn nhìn thấy ngay. Và khi biết được cái kết quả như thế thì chúng ta sẽ về, chúng ta suy nghĩ. Đấy, suy nghĩ là có đáng tin hay không, vân vân. Thế thì thông thường ấy có một số bạn thì đi đến 4-5 phòng khám để so sánh. Thế thì theo tôi là các bạn chỉ cần đi 1-2 phòng khám thôi. Và khi mà đến một phòng khám nào mà họ đầy đủ được cái phác đồ điều trị, ví dụ như là có nhổ răng này,
rồi chụp phim X quang lấy dấu máu hàm một cách đầy đủ thì chúng ta có thể đặt những niềm tin đấy. Và khi mà chúng ta đã lựa chọn cho mình một cái bác sĩ, một cái nha khoa phù hợp rồi, thì cái điều thứ tư tôi khuyên chân thành các bạn là hãy đặt một cái niềm tin vào các bác sĩ điều trị của mình. Hãy đặt niềm tin, bởi vì có nhiều bạn là sau khi mà đã niềng khoảng 8 tháng rồi lại hỏi là không biết là bác sĩ của em đã niềng đúng hay chưa. Thì rõ ràng nếu mà chúng ta mất một niềm tin thì nó sẽ khó đạt được thành công đấy. Khi chúng ta đã có phác đồ điều trị chuẩn rồi, bởi vì có một cái niềng răng là một quá trình rất là dài, kéo dài 1 năm, 2 năm, 2 năm rưỡi cơ. Và răng thì nó dịch chuyển theo thời gian, mỗi tháng ít một, chứ không phải là xong ngay được. Và chính vì vậy mà cần có thời gian đấy. Trong ví dụ như chúng ta niềng được 6 tháng rồi, nó vẫn bị lệch khớp cắn, thậm chí lệch mạch nữa đấy. Và bác sĩ phải điều trị dần dần, chứ không phải là 1-2 ngày là xong ngay đâu. Và nếu mà có bất cứ một cái vấn đề gì, ví dụ như là bị lệch này, hoặc là cái khớp cắn chủ định, thì các bạn một lời khuyên chân thành là hãy feedback thẳng, trao đổi thẳng với bác sĩ của mình là xem là không biết là cái tình trạng của em như này có bình thường hay không, và bác sĩ sẽ làm cách nào để giải quyết nó để đạt được một cái câu trả lời thỏa đáng. Chứ không phải là các bạn cứ lên các cái diễn đàn hỏi. Đôi khi cái diễn đàn thì đa số ấy là những cái bạn không kiến thức chuyên môn đâu, mà cái dữ liệu của các bạn đưa lên không đầy đủ, đôi khi chỉ là mấy cái hình ảnh chụp ngoài mặt thôi. Mà các bạn hỏi như thế thì rõ ràng là sẽ không có một câu trả lời thỏa đáng, và đâm ra sẽ làm cho chúng ta rất là hoang mang. Và chính vì vậy mà chúng ta phải rất là tỉnh táo. Và cái điều cuối cùng mà tôi muốn nói các bạn là điều thứ năm, đó là hãy chuẩn bị tâm lý cho mình, chuẩn bị hành trang cho mình để bắt đầu cho một cuộc hành trình làm đẹp. Và chúng ta phải rất là kiên nhẫn. Đa số các bạn sẽ niềng 1 năm rưỡi đến 2 năm. Chúng ta sẽ phải có những bạn phải nhổ răng này, rồi đeo các niềng này, nó rất là khó chịu đấy. Và đôi khi nếu mà chúng ta chuẩn bị tâm lý không vững ổn, chúng ta sẽ bị nản lòng. Và chính vì vậy mà hãy set up cho mình cái tư duy đúng và chuẩn bị cho mình hành trang. Thời gian sẽ trôi đi rất nhanh, chúng ta sẽ đánh đổi để lấy một cái nụ cười đẹp, một cái hàm răng đẹp cho tương lai, cho vài chục năm tiếp theo. Và chính vì vậy mà chúng ta chỉ bỏ 2 năm thôi, không có dài đâu, không có lãng phí đâu. Và bác sĩ Nam Bùi chúc cho các bạn là sẽ có một cái động lực hơn nữa để quyết định đi niềng răng. Niềng răng là văn minh và chúng ta sẽ có một nụ cười đẹp trong tương lai. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái cuộc nói chuyện của tôi vừa qua. Và nếu có bất cứ một cái câu hỏi nào hoặc là có vấn đề gì thắc mắc thì bạn hãy inbox cho tôi theo cái địa chỉ hòm thư email của tôi, fanpage của tôi sẽ dành thời gian cho các bạn. Và một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu mà các bạn thấy hay thì có thể like cho tôi và chia sẻ để cộng đồng mạng cùng biết. Xin chào, hẹn gặp lại.